Chào mừng quý khán giả đến với chương trình đối thoại phát sóng hàng tuần trên kênh truyền hình kinh tế tài chính VTV. Thưa quý vị đang theo dõi số đối thoại thứ 3 của chương trình đối thoại để bàn về dịch Covid tác động tới nền kinh tế, tác động tới doanh nghiệp các nhóm ngành như thế nào. Trong hai số đối thoại trước, chúng tôi đã mời tới trường quay các khách mời là các chuyên gia kinh tế, luật sư, các doanh nghiệp ở ngành nghề du lịch, nhà hàng để cùng bàn về thực trạng của các doanh nghiệp du lịch, nhà hàng hiện nay, khối ngành dịch vụ, khối ngành du lịch đã bị tác động như thế nào. Và trong số đối thoại gần nhất là số đối thoại thứ 2 thì các doanh nghiệp đã đưa ra rất nhiều những kiến nghị, những cái giải pháp để chính phủ có thể hỗ trợ doanh nghiệp một cách thiết thực nhất. Và trong số đối thoại tuần này, chúng tôi tiếp tục mời tới trường quay chương trình đối thoại là khách mời đến từ hiệp hội, đến từ các doanh nghiệp du lịch để chúng ta cùng hiểu hơn về thực trạng của các doanh nghiệp ngành nghề này và thêm những kiến nghị mới cho những chính sách đưa ra để nhằm hỗ trợ cho doanh nghiệp. Tham gia chương trình đối thoại tuần này, tôi xin được giới thiệu sự có mặt của các khách mời. Ông Vũ Thế Bình, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam. Ông Nguyễn Công Tham, Tổng Giám đốc Công ty Hà Nội Red Tour. Ông Phạm Duy Nghĩa, Giám đốc Công ty Du lịch Bán Sơn Tuyệt. Vâng, trước tiên là chúng tôi cảm ơn ba khách mời đã đến với chương trình đối thoại ạ. Số đối thoại thứ hai, chúng tôi cũng đã có mời tới đây một doanh nghiệp về du lịch. Tuy nhiên là chúng tôi cũng chưa bàn sâu và kỹ bởi vì còn có doanh nghiệp lĩnh vực khác và chuyên gia kinh tế. Thì ngày hôm nay thì cũng rất là may mắn là có sự có mặt của ba khách mời đều trong lĩnh vực này và đặc biệt là sự tham gia của hiệp hội nữa. Thì chắc chắn là sẽ có rất nhiều thông tin và những cái đề xuất, những cái kiến nghị, giải pháp. Thì trước khi mà chúng ta bàn về chủ đề này, bàn về những cách để gỡ khó cho doanh nghiệp và ngành du lịch và dịch vụ, thì xin mời các vị khách mời cùng quý vị khán giả đón xem một phần tổng hợp sau đây của chúng tôi. Đối với người làm chính sách thì chúng tôi còn lo lắng hơn ở cái giai đoạn phục hồi. Có nghĩa rằng là chúng ta hình dung ra hiện nay chúng ta phải cắt giảm chi phí này, cắt giảm nhân công. Thế thì khi phục hồi thì liệu chúng ta có thu hút lại được cái đối tượng là khách hay không khi mà dịch nó đi qua? Thì nó ảnh hưởng, bởi vì chúng tôi rất lo lắng cái này. Hiện nay khi chúng ta cắt giảm chi phí thì nó sẽ liên quan đến cắt giảm chất lượng bảo trì, bảo dưỡng, ví dụ như các cơ sở về kinh doanh dịch vụ, khách sạn hay là các cái khu resort. Thì cái việc mà duy trì để đảm bảo cái chất lượng không mất đi hình ảnh uy tín thì rõ ràng đây tôi cho rằng là cái tác động của cái dịch này thì nó không chỉ dừng lại những con số thiệt hại trước mắt như doanh nghiệp đang gánh chịu mà cái hậu quả của nó có thể tác động ảnh hưởng lâu dài hơn một chút nếu như chúng ta không dự kiến cái việc đó. Thì giải pháp của chúng ta có thể thậm chí là rất khó để chúng ta có thể chỉ cầm cự được, nhưng ngay cả cái giai đoạn phục hồi chúng ta cũng không thể phục hồi được 100%, thì đó cũng là một điều đáng tiếc. Cũng mong muốn là chính phủ cho chúng tôi được chậm nộp và tốt hơn nữa là có thể là giảm được cái phần một phần nào đó cái chi phí nộp bảo hiểm xã hội để mà chúng tôi có thể vượt qua được cái giai đoạn này. Tôi cũng rất là mong ấy là chính phủ khi mà đưa ra cái gói mà 25.000 tỷ đúng không ạ, thì 250.000 tỷ thì có thể là có những cái, tức là khi mà đưa xuống cho bên ngân hàng nhà nước và từ ngân hàng nhà nước xuống các ngân hàng thương mại cũng phải có những cái mà cụ thể hóa hơn. Bởi vì thực tế là cho đến nay thì doanh nghiệp tôi cũng nó thực sự là cũng chưa có một cái doanh nghiệp mà có một cái ngân hàng thương mại nào và họ có không cần phải trực tiếp mà có thể thông qua những cái hiệp hội du lịch chẳng hạn để họ phổ biến xuống cho các doanh nghiệp về du lịch như chúng tôi. Quan điểm của tôi là chính phủ thực chất là thu thuế, đúng không ạ? Mà thu thuế thì nguyên lý của ngành thuế là phải nuôi nguồn thu. Chắc chắn là chính phủ cũng biết, chính phủ biết mà. Nhưng mà hành động đã liệu đủ nhanh như thủ tướng muốn chưa? Đúng rồi. Thủ tướng muốn có gì cái thủ tướng muốn ngay. Nhưng bộ ban ngành các phối hợp để đã tạo ra quyết định, tức là các anh phải tính toán đúng không ạ? Bên Việt Anh chắc phải tính là bây giờ giảm cho các bạn ấy bao nhiêu thuế thì là nó phù hợp với ngân sách với thu chi đúng không ạ? Nhưng tôi đề nghị là các anh tính cho nhanh một tí. Có nghĩa là hỗ trợ như thế nào không biết nhưng phải hỗ trợ nhanh. Bây giờ tôi này, trong dịch này tôi làm ngày làm đêm, tôi làm bận hơn là không có dịch. Thì các anh cũng vậy thôi, làm ngày đêm tính cho nhanh ra con số xem hỗ trợ doanh nghiệp thế nào thì nó không ảnh hưởng đến vĩ mô. Đúng rồi. Và anh cho tôi một cái chia sẻ với anh Phú cái đấy. Với doanh nghiệp phải có thông tin sớm thì họ để có cái kế hoạch, có niềm tin để họ có niềm tin và có kế hoạch để phục hồi sản xuất kinh doanh và duy trì. Ngày mai thì chúng tôi biết là có hai doanh nghiệp du lịch có lẽ là được đánh giá là những cái nhóm ngành bị tác động nặng nề nhất của dịch Covid-19, thì không hiểu là thực trạng thực tế của các doanh nghiệp hiện nay như thế nào và các doanh nghiệp có thể là chia sẻ những cái cách thức để mình có thể vượt qua được những cái đợt dịch như thế này. Thì trước là tôi xin lấy ý kiến từ đại diện phía doanh nghiệp ông Hoan ạ. Chúng ta biết là từ hơn 2 tháng nay dịch Covid-19 đã ảnh hưởng rất lớn đến ngành du lịch, và đến những ngày này thì chúng ta thể hiện rõ nhất là ngành du lịch Việt Nam nói chung và của doanh nghiệp nói riêng là đã gần như dừng lại toàn bộ.
Bởi vì tất cả những cái chương trình đi du lịch, đi trong nước hay đi nước ngoài, đều có những yếu tố khiến nó không thể thực hiện được. Từ cái việc là các cái điểm đến đã đóng cửa, rồi các địa phương đã hạn chế nhận khách, cũng giống như các hãng hàng không cũng đã dừng bay. Và chính phủ Việt Nam và chính phủ một loạt các nước khác thì cũng đã có chính sách là dừng cấp thị thực để cho người nước khác sang nước mình. Thế thì trong hơn 2 tháng vừa rồi đấy, có lẽ là chúng tôi cảm nhận rõ nhất được cái sự ảnh hưởng. Thứ nhất là toàn bộ hoạt động du lịch lúc đầu chỉ là dừng ở một số sản phẩm tour, ở một số thị trường. Tiếp đó là chúng tôi dần dần và thời điểm này là phải dừng lại toàn bộ. Thì như ngay tại Hà Nội Tour của chúng tôi, với một kỳ vọng là cái quý 1 của chúng tôi theo một kế hoạch là khoảng 150 tỷ doanh thu. Nhưng chúng tôi chỉ thu được khoảng 50 tỷ doanh thu ở giai đoạn đầu thôi. Và đến nay thì chúng tôi không thể thêm được nữa. Thứ hai nữa là toàn bộ các kế hoạch khởi hành của chúng tôi trong quý 2 và quý 3 đã được xây dựng, các dịch vụ đã được nắm giữ thì đến thời điểm này hầu như không thể triển khai được. Và chúng tôi cũng chưa thể chính xác được là đến thời điểm nào thì cái du lịch mới có thể phục hồi được và doanh nghiệp chúng tôi bắt đầu tiếp tục triển khai kinh doanh và có thêm doanh thu lợi nhuận. Trong khi đó thì tất cả những cái chi phí vận hành của doanh nghiệp vẫn phải chi trả, như là chi phí văn phòng, chi phí trả lương cán bộ nhân viên, chi phí vận hành và kể cả những chi phí mà chúng tôi đã phải chi trả ở nhà cung cấp dịch vụ để chuẩn bị cho dịch vụ của những thời điểm tiếp theo. Vâng. Và khi bắt đầu dịch thì doanh nghiệp có hình dung ra được là nó sẽ khó khăn và liên tục khó khăn chồng chất như thế không ạ? Như tôi đã nói lúc đầu, khi vào dịp Tết Nguyên đán thì chúng tôi chỉ nghĩ rằng là dịch nó sẽ ảnh hưởng đối với thị trường khách Trung Quốc. Sau đó thì chúng tôi nghĩ rằng nó sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Á. Và chúng tôi thấy rằng chúng tôi kỳ vọng được thị trường khách trong nước và thị trường khách châu Âu. Tuy nhiên thì dần dần thì khi mà thị trường khách trong nước của chúng tôi đã thúc đẩy bằng những kích cầu và tưởng rằng là đây sẽ là cứu cánh của doanh nghiệp thì ngay lập tức thì cái việc mà dịch bệnh lây lan quay trở lại Việt Nam cũng sẽ làm cho kích cầu nội địa đã phải dừng lại. Với thị trường khách châu Âu, khách xa thì chúng tôi nghĩ rằng là cái dịch nó không thể lan tỏa đến khu vực châu Âu, vực châu Mỹ và châu Úc và những cái vùng nước có khí hậu nóng. Thì chúng tôi đã định xây dựng những sản phẩm để có thể là bù đắp cái thị trường khách Đông Bắc Á, thị trường gần. Nhưng đến thời điểm này thì như quý vị cũng biết rằng là tất cả những nơi đó lại là những nơi mà cái dịch bùng phát nặng này hơn rất là nhiều và chúng tôi phải dừng lại toàn bộ. Doanh nghiệp của ông Nghĩa thì có giống ông Hoan không ạ? Tất nhiên là đến giờ phút này thì Việt Food Travel là một trong những đơn vị kinh doanh mảng lữ hành thì thực tế ra thì đều bị những cái thiệt hại rất là lớn về tài chính khi mà đã cái dịch bệnh này đang xảy ra. Nếu như mà quay trở lại khoảng hơn một tháng trước khi mà dịch bệnh mới chỉ ở Vũ Hán và sau đó lan sang Trung Quốc, toàn bộ Trung Quốc rồi đến Hàn Quốc, Nhật Bản rồi toàn bộ các vùng Đông Nam Á này thì tôi đang nghĩ rằng là cái việc mà những cái thị trường này đóng băng thì cũng có thể rằng là chúng tôi sẽ tìm đến cái hướng cứu cánh bởi vì chúng tôi đang phát triển cái dòng cao cấp đó là dòng châu Âu. Và cái việc mà năm ngoái chúng tôi đã đặt series của năm 2020 này đến 2.500 vé máy bay và của Vietnam Airlines, của Turkish Airlines và của Qatar Airways thì thực sự là tôi đang kỳ vọng là việc nó sẽ phát triển. Và cũng bản chất thì cũng đã chúng tôi đã đẩy mạnh cái việc phát triển tập trung mà sang mảng châu Âu rất là lớn và chúng tôi ký được đến 8 đoàn châu Âu liên tục sau khi ra Tết và chúng tôi đã tổ chức được đến 4 đoàn. Nhưng mà đến vừa rồi thì chúng tôi thực sự là tháng 3 vừa rồi là chúng tôi quyết định là sau khi mà cái dịch Covid-19 lan rộng toàn bộ sang châu Âu thì chúng tôi buộc lòng là phải hủy toàn bộ cái chuyến 4 cái chuyến đi của tháng 3 là chuyến 12 tháng 3, 17 tháng 3, 19 tháng 3 và 29 tháng 3. Mặc dù tất cả các đoàn đấy chúng tôi đã làm xong toàn bộ visa, đặt xong toàn bộ vé bay, xuất vé máy bay, rồi đặt toàn bộ dịch vụ land tour. Nhưng đến giờ phút này thì tôi phải hủy hoàn toàn. Bởi vì là đến giờ phút này thì không thể nói rằng châu Âu là cái cứu cánh của chúng tôi nữa. Mà chúng tôi gần như đóng băng toàn bộ, đóng băng toàn bộ tất cả các thị trường. Như anh Hoan nói rằng là không chỉ là nội địa, quốc tế, Đông Nam Á, từ thị trường gần đến thị trường xa. Thì đến giờ phút này là chúng tôi đang phải đóng cửa. Mà trong khi tất cả các chi phí, từ chi phí văn phòng, chi phí lương, rồi các cái chi phí như chúng tôi cần phải đặt cọc vé máy bay, đặt cọc chi phí land tour, mà thực sự các chi phí đấy là chúng tôi đã giải ra rồi, đã phải bỏ ra rồi. Bởi vì bao giờ cũng thế, chúng tôi đều có cái kế hoạch tài khoá của một năm, thì bao giờ cũng từ tháng 10, tháng 11 của năm trước là chúng tôi đã đặt rồi. Thì đến giờ phút này là cái việc lợi động vốn vào những cái chi phí đó cho hàng không hay cho đối tác là chúng tôi đều giữ và đến giờ phút này đều lợi động lại. Cho nên là gần như là các doanh nghiệp lữ hành như chúng tôi, người ta bảo là khổ trăm bề. Từ vừa lợi động tài chính mà vẫn phải bỏ tiền ra để duy trì cho công ty. Chứ không thể nói rằng là đóng cửa hoàn toàn công ty này được. Cho nên chính vì vậy là đấy là cái mà các doanh nghiệp lữ hành chúng tôi gặp vô cùng khó khăn. Vâng, như vậy các thị trường đóng băng, doanh nghiệp gần như cũng đang đóng băng rồi. Không biết là Hiệp hội lắng nghe ý kiến của doanh nghiệp thì có thấy là tất cả các doanh nghiệp đều như thế này không ạ? Đó là một tình trạng chung hiện nay của toàn ngành du lịch. Vâng.
Bởi vì chúng tôi thì có cơ hội để có thể gặp gỡ được các doanh nghiệp lữ hành, khách sạn, các cái doanh nghiệp dịch vụ, doanh nghiệp vận chuyển. Cho nên chúng tôi mới thấy rõ được một cái tình thế là trên toàn quốc hiện nay du lịch đang bị đóng băng. Bởi vì ở đây nó khó là trong du lịch thì có ba cái loại hình. Du lịch inbound đón khách quốc tế vào Việt Nam. Thì cái đó hiện nay chúng ta đã thấy rất rõ rồi. Chúng ta ngừng cấp visa và gần như là không đón tất cả các vị khách đến với Việt Nam nữa. Cho nên là chúng ta sẽ không còn khách outbound, inbound. Loại khách thứ hai là khách in a bao, tức là người Việt Nam ra nước ngoài. Thì chúng ta cũng thấy vì sự an toàn của người Việt, cho nên là chúng ta cũng phải dừng lại tất cả những chuyến đi của người Việt Nam ra nước ngoài. Và cái thứ ba là cái dễ dàng hơn cả, đó là du lịch nội địa. Đó là thỏa mãn cái nhu cầu của người Việt Nam để đi khám phá, đi nghỉ dưỡng trên đất nước của chúng ta thì cũng phải dừng lại. Bởi vì hàng loạt các cái điểm du lịch ở tất cả các tỉnh đều đóng cửa. Các khách sạn cũng không đón khách nữa. Cho nên điều đó có thể nói rằng là ngành du lịch đã dừng lại từ khoảng một tuần nay, không còn hoạt động nữa. Vâng. Và rõ ràng là tất cả mọi người đều nhìn thấy, không chỉ là người trong ngành đâu, tất cả mọi người ngoài đều nhìn thấy bị ngành du lịch bị tác động như thế nào. Tuy nhiên vừa rồi thì chính phủ cũng đưa ra rất nhiều các giải pháp để hỗ trợ cho các ngành, hỗ trợ cho các doanh nghiệp. Thì không hiểu là đây các doanh nghiệp đã được tiếp nhận thông tin, đã bắt đầu được thụ hưởng hay là bắt đầu có những cái ưu đãi từ phía chính sách để mà có thể giúp mình vực dậy hoặc là tồn tại được trong cái điều kiện như thế này chưa ạ? Chúng tôi cũng đã biết là chính phủ đã đưa ra những gói kích thích kinh tế và những chính sách tài khoá, chính sách thuế và chính sách ưu đãi là cho vay ưu đãi. Với doanh nghiệp chúng tôi thì trước mắt thì chúng tôi thấy rằng là cái chính sách về việc là chúng ta giãn cái bảo hiểm xã hội là chính sách rất là cụ thể và giảm tải cho cái chi phí doanh nghiệp ngay từ điểm hiện tại. Thế còn cả những cái khoản chi phí khác, ví dụ chính sách là thuế, giãn thuế VAT hay là thuế thu nhập doanh nghiệp thì đối với chúng tôi thời điểm này nó cũng chưa thực sự là ý nghĩa lắm, bởi vì như thời điểm này tất cả hoạt động du lịch là chúng tôi dừng lại, hoàn toàn không có doanh thu. Mà không có doanh thu thì rõ ràng là chúng tôi sẽ không có hoạt động nộp thuế gì cả. Với điều kiện là trong 6 tháng hay trong thời gian quý 1, quý 2 là sẽ không ý nghĩa gì cả. Thế còn về cái chính sách mà cho vay ưu đãi thì thực ra mới chúng tôi biết rằng là để cho vay ưu đãi thì chúng tôi phải lập một cái kế hoạch kinh doanh. Nhưng đến thời điểm hiện nay thì chúng ta cũng chưa thể biết chính xác là đến thời điểm nào là dịch họ cũng nó sẽ kết thúc và đến thời điểm nào ngành du lịch sẽ phục hồi. Trên việc xây dựng một kế hoạch kinh doanh để mà có thể tiếp cận một cái nguồn vốn này, đó là cái điều rất khó cho doanh nghiệp lữ hành. Vâng. Vậy thì như thế nào thì hỗ trợ mới là thiết thực cho các doanh nghiệp trong nhóm ngành này ạ? Với trong ngành này thì rõ ràng là có hai cái yếu tố chúng tôi cần phải xác định rất rõ ràng. Hiện nay các doanh nghiệp lữ hành đang bị cái đầu tiên là cái việc chi phí mà chúng tôi đã đặt cọc các nhà cung cấp dịch vụ. Là được khoản chi phí rất là lớn. Nhưng ngay tại Hà Nội Tour của chúng tôi thôi thì riêng chi phí đặt cọc vé máy bay của chúng tôi đã được khoảng hơn 10 tỷ đồng. Riêng đặt cọc các dịch vụ cho F1 thôi chúng tôi đã khoảng 5 tỷ đồng. Thế thì chúng ta biết rằng là với những tình trạng như thế này thì rõ ràng hoạt động du lịch đã dừng lại hết rồi. Với khách hàng thì có thể coi là bất khả kháng mà chúng tôi phải hoàn lại toàn bộ những chi phí cho khách hàng. Nhưng với các nhà cung cấp dịch vụ như hàng không, như khách sạn, những cái điểm khác nữa thì đây chưa được coi là điều kiện bất khả kháng và chúng tôi đang bị các cái nhà cung cấp dịch vụ đó đang giữ một khoản tiền. Cái khoản tiền chúng tôi đã rằng vốn của chúng tôi đang bị treo ở nơi khác mà rõ ràng chúng tôi chưa có một cách thức nào để có thể đàm phán với nhà cung cấp dịch vụ khác. Thế thì cái vấn đề này là cần phải rõ ràng. Chúng ta coi vấn đề là bất khả kháng, không bất khả kháng. Nếu chính phủ khẳng định đây là vấn đề bất khả kháng thì rõ ràng là chúng tôi hoàn toàn có những điều kiện để làm việc với nhà cung cấp dịch vụ để hoàn trả lại cho chúng tôi cái số tiền mà chúng tôi đã ứng ra để làm sao mà giảm thiểu những cái chi phí mà tài chính và có thể có một cái nguồn lực để có thể chi phí những việc khác. Đấy là cái việc mà với doanh nghiệp lữ hành chúng tôi thấy cần hơn. Cái yếu tố thứ hai tức là chúng tôi rất cần cái sự dự báo vĩ mô. Bởi vì mọi doanh nghiệp khi mà chúng ta triển khai kinh doanh ra thì đều phải có xây dựng kế hoạch, những kịch bản là thời điểm nào thì cái dịch nó sẽ giảm xuống và thời điểm nào du lịch có thể bắt đầu. Chỉ khi mà có những cái dự báo tương đối chính xác thì doanh nghiệp mới có thể là sẽ xây dựng những kế hoạch kinh doanh của mình. Hay tránh trường hợp là chúng ta sẽ xây dựng một kế hoạch nó sớm quá thì chúng ta đã thiệt hại rồi mà xây dựng một kế hoạch kinh doanh sớm quá khi mà chúng ta đầu tư tiếp tục bỏ tiền ra nhưng mà nó vẫn chưa đúng thời điểm thì doanh nghiệp đã tiếp tục thiệt hại. Và nếu như mà cái việc chúng ta mà đưa ra một cái kịch bản nó muộn quá thì rõ ràng là doanh nghiệp cũng sẽ tiếp cận bị muộn hơn và cái việc mà sẽ phục hồi sẽ bị chậm hơn. Thì đấy là cái việc mà tôi rất mong là cái sự dự báo của cơ quan chức năng một cách nó tương đối chính xác hỗ trợ cho doanh nghiệp trong lĩnh vực du lịch. Đây là cái thứ hai chúng tôi cần. Và cái thứ ba nữa chính là cái chính sách hỗ trợ doanh nghiệp tôi sau khi thị trường phục hồi, bởi vì doanh nghiệp bây giờ đang rất khó khăn rồi. Thế thì khi mà thị trường nó bắt đầu phục hồi thì rõ ràng doanh nghiệp chúng tôi bắt đầu mới hoạt động.
lúc đấy hoạt động đấy mới đầu mới có doanh thu, lúc đó mới có lợi nhuận. Nhưng tất cả những doanh thu đến lợi nhuận đó nó chỉ là bù đắp lại những thiệt hại rất lớn mà trải qua thôi. Cho nên chúng tôi nghĩ rằng là về chính sách thuế, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng thì nhà nước nên là sẽ hỗ trợ doanh nghiệp lữ hành 6 tháng sau khi thị trường phục hồi, chứ không nên cụ thể rằng là trong quý 1 hay quý 2 năm nay, mà sẽ 6 tháng đến 1 năm khi mà thị trường nó phục hồi. Và yếu tố thứ ba nữa, tức là du lịch chúng tôi là ngành kinh tế tổng hợp, để mà triển khai được cái sản phẩm tour khi mà thị trường phục hồi thì rõ ràng cần có một chính sách truyền thông của nhà nước và cái chính sách kích cầu về sản phẩm. Và kích cầu sản phẩm thì cần có sự tham gia của rất nhiều các bên, từ phía các cơ quan quản lý nhà nước, từ phía các nhà cung cấp dịch vụ hàng không vận chuyển. Và có sự tham gia các bên được vào thì mới tạo được những cái chương trình gói kích cầu lớn để cho ngành du lịch chúng tôi phát triển khi phục hồi. Vậy trong cái thời gian chờ phục hồi thì doanh nghiệp phải có những cái giải pháp hoặc có những cái cách thức nào đó tự cứu mình, không biết là Hà Nội Red Tour thì như thế nào? Chúng tôi đã ngay từ Tết thì chúng tôi đã xây dựng rất là nhiều những kịch bản. Và mỗi một cái giai đoạn thì chúng tôi đã có xây dựng kịch bản nó khác nhau. Từ cái việc chúng tôi điều chỉnh các chương trình không đi Trung Quốc nữa, sang khu vực châu Âu như rồi như chương trình kích cầu nội địa. Nhưng thời điểm này thì rõ ràng tất cả hoạt động sẽ phải dừng lại. Nhưng doanh nghiệp chúng tôi rõ ràng đây là giai đoạn để chúng tôi, một, có những hoạt động nghỉ đông. Tất cả hoạt động truyền thông quảng cáo sẽ phải tạm dừng lại. Thứ hai, những việc hoạt động vận hành của văn phòng thì cũng sẽ giảm bớt đi bằng cái việc là chuyển đổi cho cán bộ nhân viên làm việc online. Thứ nhất là để giúp cho mọi người tránh cái việc ra bên ngoài theo cái chủ trương chung, hạn chế sự lây nhiễm. Hai, nó sẽ giảm thiểu những chi phí vận hành của văn phòng. Cái thứ ba nữa là chúng tôi bắt đầu sẽ cùng nhau rà soát lại toàn bộ những cái việc mà chúng tôi thường làm vừa qua chúng tôi chưa làm được. Thứ nhất là chúng tôi sẽ rà soát lại toàn bộ data khách hàng. Thứ hai là chúng tôi sẽ rà soát lại toàn bộ được các sản phẩm dịch vụ mà chúng tôi đã từng bán. Thì tới đây chúng tôi xây dựng các kịch bản. Khi mà các thị trường phục hồi thì với mỗi một thị trường, với mỗi một sản phẩm, chúng tôi sẽ xây dựng ra những kế hoạch kịch bản kích cầu như thế nào. Thì đây các bộ phận chúng tôi đang xây dựng và sẽ chia ra các nhóm làm việc hàng không, nhóm làm việc nhà cung cấp dịch vụ và nhóm làm việc công tác thị trường, nhóm truyền thông sẽ xây dựng kịch bản như nào để có thể sẵn sàng tung ra khi thị trường phục hồi. Và cái thứ ba nữa là giai đoạn này là chúng tôi bắt đầu sẽ tái cơ cấu lại bộ máy bằng cái việc là chúng tôi sẽ sắp xếp lại các phòng ban cho nó phù hợp hơn, ứng dụng công nghệ thông tin trong cái việc mà hướng tới một doanh nghiệp lữ hành 4.0. Và tiếp tục đó nữa là công tác đào tạo cán bộ nhân viên để làm sao mà mọi người thích ứng với điều kiện mới, hoàn cảnh mới và sẵn sàng có một cái năng lực tốt để mà khi thị trường phục hồi. Vâng, như vậy là chúng ta vừa chờ đợi giải pháp của chính phủ, vừa phải bản thân chúng ta cũng có những giải pháp của riêng mình không ạ? Không biết là doanh nghiệp của ông Nghĩa thì có giống với cả bên ông Hoan không ạ? Trên thực tế thì mỗi một doanh nghiệp thì có một cái đặc thù riêng, nhưng mà phải nói rằng là với cái mảng lữ hành như Vietfood Travel với Red Tour thì đều giống nhau cả. Bởi vì khi mà thị trường đóng băng thì nó không chỉ dừng lại ở tất cả những thị trường thuần túy mà thị trường cao cấp đặc biệt. Và tất cả các cái giải pháp mà của Vietfood Travel chúng tôi đưa ra theo từng giai đoạn của cái dịch cúm này thì chúng tôi đều đã đưa ra, nhưng mà khi đưa ra thì đều đi vào cái chỗ là dừng lại hết. Là bởi vì là cứ đưa ra thì nó lan ra từ Trung Quốc, nó lan sang Đông Á, rồi lên Đông Nam Á, xong nó lại lan sang châu Âu. Thì tất cả mọi đến giờ phút này thì làm gì còn trên cả cái thế giới này, làm gì còn những cái chỗ nào mà người ta bảo là chống để chúng tôi có thể tổ chức được. Mà đặc biệt hơn nữa là đến giờ phút này khi mà tất cả các hãng hàng không rồi tất cả các quốc gia đều có cái xu hướng đóng cửa biên giới rồi đều không có thể tổ chức bay, thì gần như là cái lĩnh vực A3 của chúng tôi cũng gần như là dừng lại. Và chính vì vậy mà đối với doanh nghiệp của chúng tôi thì cái việc mà thời điểm hiện tại đó là cái thời điểm mà chúng tôi đang tái cơ cấu, hoàn thiện lại doanh nghiệp mình. Bởi vì thực tế ra thì cũng phải cảm ơn là Covid rằng là chúng tôi đã làm cho chúng tôi có thời gian để nhìn lại cái quá trình phát triển 12 năm vừa qua. Bởi vì khi chúng tôi dừng lại thì chúng tôi đã nhìn ra được rất là nhiều những cái còn khiếm khuyết, còn sơ suất và nó liên quan đến từ cái vấn đề về xây dựng sản phẩm, rồi đến vấn đề về nhân sự, rồi đến các cái vấn đề về quản lý, về mặt mình đã sẵn sàng với quản lý 4.0 hay chưa. Thì thực sự đến giờ phút này và tôi đã nhận ra những cái khiếm khuyết đó và đang ngày càng bù đắp lại. Thì cái việc mà đến giờ phút này thì Vietfood chúng tôi đã tiến tới là đào tạo lại nhân sự, rồi mua lại toàn bộ các cái phần mềm mới và hướng đến quản lý, không chỉ quản lý trong nội bộ mà quản lý cả về khách hàng, data khách hàng, rồi lập ra toàn bộ các cái phòng ban, đều lập ra các cái kế hoạch từ bộ phận marketing, bộ phận xây dựng sản phẩm và bộ phận điều hành, bộ phận kế toán đều phải tái cơ cấu lại và lập mỗi một bộ phận đều lập ra những cái kế hoạch để chuẩn bị sau cái thời kỳ hậu Covid để có thể tiếp tục bùng nổ và phát triển. Thì cái bản chất của doanh nghiệp lữ hành thì đơn vị nào cũng giống nhau cả, nhưng mà cái quan trọng nhất đấy
là đến giờ phút này ấy, nếu như một câu hỏi rằng là chúng ta liên quan đến là các cái chính sách của chính phủ đã thực sự mang lại hiệu quả cho các doanh nghiệp chưa, thì thực sự đến giờ phút này câu trả lời của Việt Food với bản thân chúng tôi thấy chưa. Tại sao vậy? Bởi vì các chính sách hỗ trợ các cái gói sản phẩm tài chính cho các doanh nghiệp ấy, thực sự chưa đến tay với chúng tôi. Cái quan trọng nhất, ok, đến giờ phút này là chúng tôi đang cần là như anh Hoa nói là tôi cần ấy, là giảm hoặc miễn trừ cái bảo hiểm xã hội. Tại sao lại cần tôi cần cái đấy? Bởi vì bảo hiểm về thuế, nếu như mà miễn trừ thuế hay là thuế giá trị gia tăng ấy, thì bản chất không kinh doanh thì lấy đâu ra sản phẩm, lấy đâu sản phẩm thì chúng tôi đâu có phải nộp thuế. Nhưng cái quan trọng ấy, là tôi vẫn muốn giữ lại nhân viên. Bởi vì những cán bộ gắn bó với chúng tôi từ 5, 10 năm, 15 năm, 17 năm, họ cần phải chúng tôi vẫn phải muốn phải giữ những cán bộ đó. Nhưng giữ cán bộ đó thì không thể là lúc nào chúng tôi cũng phải lấy cái quỹ dự phòng ra để chúng tôi trả lương mãi nhân viên được. Mà chúng tôi phải có cái sự hỗ trợ của chính phủ, có thể là giảm bớt cái tiền nộp bảo hiểm xã hội hay không nói, nếu hỗ trợ luôn thì càng tốt. Và cái đấy phải được giãn ra dài từ giờ đến cuối năm. Thậm chí còn bởi vì cái việc mà du lịch chúng tôi là một cái ngành đặc thù, nó có thể là phá sản ngay từ những ngày đầu tiên. Và cái việc mà có thể bùng nổ được ấy, thì cũng phải là chờ tất cả các ngành kinh tế phát triển ổn định, thì lúc đấy du lịch chúng tôi mới có thể ổn định được lại. Vậy thì cái quãng thời gian đấy nó phải dài hơn so với các ngành kinh tế rất nhiều. Và chính vì vậy mà nó không chỉ là một năm, mà có thể là 6 tháng đầu năm của năm 2021 cũng phải được duy trì và được hỗ trợ. Thì như vậy thì chúng tôi mới đảm bảo được giữ được cái nguồn nhân sự. Bởi vì du lịch cái quan trọng nhất là nhân sự. Chứ còn nếu bạn không có nhân sự giỏi, bạn không có nhân sự tốt, có trình độ, thì bạn sẽ không bao giờ có thể phát triển và phục hồi được doanh nghiệp. Không thể nào một con người làm chẳng nên non, phải ba cây trụ lại nên hòn núi cao. Và cái đấy là cái mà doanh nghiệp chúng tôi có đề xuất là cái việc đấy là phải hết sức thiết thực. Thứ hai nữa là các cái vốn. Bởi vì nguồn vốn ở đây là gì? Một doanh nghiệp không phải là bây giờ chúng tôi mới vay vốn, mà chúng tôi có thể vay vốn trước đó rồi. Bây giờ chúng tôi đang không có nhu cầu vay vốn nữa. Chúng tôi đang cần là sau khi hậu Covid, sau khi mà phục hồi lần kinh tế, chúng tôi mới cần vốn. Vậy thì cái vốn đấy phải được áp dụng không chỉ là những cái vốn mà đã vay, mà phải là những cái vốn sắp tới sau thời kỳ hậu Covid. Còn đến giờ phút này chúng tôi sẽ không có nhu cầu vay, bởi vì có kinh doanh đâu mà vay. Và vay thì phương án gì để có thể vay cũ thì cũng có thể là được giảm phải tái cơ cấu được, đúng rồi, giãn nợ rồi tái cơ cấu, hoặc là thậm chí giảm lãi suất ngân hàng. Bởi vì nếu như mà vẫn cứ duy trì cái lãi suất ngân hàng đó thì doanh nghiệp đang không tạo ra sản phẩm mà vẫn cứ phải trả lãi. Thế thì vậy thì những cái nguồn vốn cũ thì chúng ta lại cứ thế à, cứ giữ nguyên à, đúng không? Chúng ta phải chính sách chính phủ là phải giảm lãi suất và giãn nợ các cái khoản vay cũ. Thứ hai nữa là sau thời kỳ hậu Covid thì chính phủ phải có cái trợ cấp lãi suất tốt nhất cho cái thời kỳ hậu Covid. Vì lúc đấy chúng tôi mới có thể là phục hồi được, kinh tế phục hồi, chúng tôi mới đưa ra được các cái phương án kinh doanh có hiệu quả. Thì lúc đấy chính phủ hay ngân hàng họ nhìn vào các cái chính sách, các cái giải pháp kinh doanh, các sản phẩm mà hợp lý thì lúc đấy họ mới cho vay. Thì vay lúc đấy chúng tôi cần cái lãi suất tốt. Thì đấy là cái mà về đề xuất của tôi trong cái vấn đề về bảo hiểm xã hội và thuế và nguồn vốn là như vậy. Vâng. Ông Bình nghĩ thế nào về hai kiến nghị của doanh nghiệp ạ? Trước hết là hai doanh nghiệp họ đã nói rất là rõ những cái khó khăn của họ và những cái đề xuất của họ. Và tôi nghĩ rằng đấy là những cái ý kiến rất là thực tế. Tuy nhiên thì là trong du lịch thì nó còn có nhiều những loại hình doanh nghiệp khác nhau. Đây là doanh nghiệp lữ hành. Thế còn chúng ta còn có doanh nghiệp lưu trú, dịch vụ rồi vận chuyển và nhiều doanh nghiệp khác nữa. Thế thì về phía hiệp hội thì chúng tôi cũng đã quen rồi với những cái tình hình, với những cái trường hợp như thế này. Vì du lịch Việt Nam đã trải qua mấy lần rồi. Lần thứ nhất là cái đại dịch SARS năm 2003. Sau đó thì đến cái khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2009. Và sau đó thì một số cái dịch tiếp theo, và bây giờ chúng ta là COVID. Tức là cứ mỗi một khi mà xuất hiện một cái dịch hoặc là một cái tai nạn về thiên tai, địch họa vân vân thì du lịch lập tức bị biến động. Thế thì lập tức ngành những người làm du lịch phải hiểu rằng khi bước sang những giai đoạn như vậy thì chúng ta sẽ phải lập tức về gọi như chuyển sang một cái trạng thái giống như trạng thái chiến tranh ấy. Thì lúc đó các doanh nghiệp ta phải thay đổi. Thế thì tóm lại là nó sẽ có những cái việc là thứ nhất là các doanh nghiệp phải tự lo cho mình trước cái bối cảnh đấy. Cho nên họ phải chuyển đổi hoạt động của họ và phải tận dụng tối đa cái thời gian không có việc để chúng ta làm những công việc tự xem xét lại mình, như là các doanh nghiệp vừa nói. Thứ nhất là phải dành thời gian để bổ túc nghề nghiệp cho các doanh nghiệp, cho các cái lao động của mình. Bởi vì chúng ta, cái việc du lịch Việt Nam hiện nay, cái khó khăn nhất hiện nay vẫn là
cái nguồn nhân lực của chúng ta yếu và thiếu, đặc biệt về vấn đề nghiệp vụ. Cho nên là cái đấy, cái vấn đề đào tạo lại thì đây là một cơ hội vàng để cho các doanh nghiệp có thể bổ túc lại. Và bản thân hiệp hội chúng tôi cũng đã ngay lập tức tổ chức những cái lớp bổ túc ngay cho các cái doanh nghiệp của mình. Cái thứ hai là phải xem lại những cái sản phẩm chúng ta đã làm trong thời gian vừa rồi tốt chưa. Bởi vì khi mà khách đến rất đông ấy, thì là mọi người không có thời gian nào để mà xem lại nữa. Khách cứ vào vào và mọi người chạy theo cái luồng khách đấy và không hoàn chỉnh được cái sản phẩm của mình. Thì bây giờ là lúc chúng ta xem lại, xem liệu các doanh nghiệp bản thân mình phục vụ cái loại khách nào là tốt nhất, sản phẩm nào là phù hợp với Pháp, sản phẩm nào phù hợp với Anh, với Mỹ, vân vân. Thì đấy là lúc mà chúng ta phải xem xét lại. Và đây chính là cái thời gian tốt nhất để các doanh nghiệp tự ngẫm nghĩ lại, xem xét lại. Rồi thứ ba nữa là làm sao để tồn tại được mà không bị mất mát cái lực lượng lao động của mình đi. Thì đấy là những cái mẹo của mỗi một doanh nghiệp, hoặc là nhờ sự giúp đỡ, hoặc là sự dự trữ của mình, hoặc là nhờ ngân hàng ủng hộ, vân vân. Thế thì có ba cái việc mà các doanh nghiệp lập tức phải tập trung vào. Và chúng tôi thì cũng hướng dẫn cho các hội viên của mình là hãy lo cho mình trước. Vấn đề thứ hai là vấn đề nhà nước phải hỗ trợ. Cũng như là các cái đợt khủng hoảng thôi, thì bao giờ cái vai trò của nhà nước là vô cùng quan trọng. Nó như là một cái bà đỡ, đỡ cho cái ngành kinh tế không bị sập xuống. Thế đỡ bằng cách nào? Thì ngày 17 tháng 2 vừa qua thì chúng tôi, Hiệp hội Việt Nam có một cái tờ trình lên Thủ tướng và phân tích một số những cái nội dung của cái dịch này đối với ngành du lịch, và đồng thời kiến nghị với chính phủ hỗ trợ cho 7 cái nội dung. Thì chúng tôi cũng phải nói trước với Thủ tướng rằng là bản thân chúng tôi đang cố gắng, đang làm hết nỗ lực để đảm bảo rằng là bản thân ngành du lịch tự lực rất nhiều rồi. Và bây giờ đến cái lúc là chúng tôi cần có sự hỗ trợ của chính phủ. Thế thì có nhiều cái chúng tôi đề xuất, và chúng tôi chỉ đề xuất những cái mà chung sức với chính phủ, chứ cũng không thể đề xuất những cái mà chính phủ không thể thực hiện được. Ví dụ vấn đề là miễn thuế là chúng tôi nghĩ là không thể được. Bởi vì trong cái bối cảnh đất nước chúng ta hiện nay là các ngành đều phải tự lực cả, thì nhà nước cũng phải trông đợi vào những cái thuế để mà có thể vận hành và hệ thống đất nước. Cho nên chúng tôi cũng không đề xuất cái chuyện miễn. Bởi vì nếu miễn thì hệ thống bộ máy của chúng ta sẽ hoạt động bằng cái gì? Nhưng mà chúng tôi đề nghị rằng là có thể giảm, hoặc là có thể giãn cái việc nộp thuế ra. Thế thì vừa qua Bộ Tài chính đã đưa ra một cái dự thảo, cái nghị định về vấn đề giãn nộp thuế. Nhưng mà chúng tôi cũng kiến nghị ngay rằng là những cái đề xuất như vậy chưa đủ. Bởi vì trong những tháng trước mắt ở đây thì làm gì có doanh thu. Cho nên cái chuyện mà giãn hay là miễn cái thuế VAT vào cái thời điểm này thực ra nó không có ý nghĩa đối với du lịch. Cho nên nếu chỉ tập trung vào quý 1 với quý 2 năm 2020 ấy, thì thực ra cái đấy chỉ có giá trị hình thức mà không thực chất. Cho nên chúng tôi đề nghị rằng là phải tiếp tục bổ sung cái việc giãn và cho cái quý 3 và quý 4. Có nghĩa là khi chúng ta đã bắt đầu có thể hồi phục được một phần rồi ấy, thì hỗ trợ ở cái phần hồi phục đấy, có nghĩa là lúc đó mới hỗ trợ một cái nguồn lực để cho doanh nghiệp chúng ta tồn tại và phát triển. Chứ còn nếu hỗ trợ mà cái mà không có thì không cần thiết. Cho nên vừa rồi chúng tôi kiến nghị với Bộ Tài chính là bổ sung vào cái việc giãn thuế quý 3 và quý 4 năm 2020 này. Có nghĩa là họ có được quyền đến tháng 6 sang năm họ mới phải nộp. Thì lúc đó mới có thể gọi là hỗ trợ được. Chúng tôi đề xuất một cái nữa là vấn đề cái lãi vay, cái lãi suất cho vay thì phải hạ xuống. Chúng tôi nghĩ rằng là ở đây nó có hai loại. Một cái loại là hỗ trợ cho những doanh nghiệp hiện nay người ta cần vay để người ta tồn tại, rồi người ta đầu tư xây dựng sản phẩm mới và người ta chuẩn bị đào tạo nguồn nhân lực vân vân. Thì đó là những cái hỗ trợ cho cái chuẩn bị cho tương lai. Thì cái đó cần phải cho vay và vay với cái lãi suất thấp nhất có thể. Thì chúng tôi cũng rất mừng là hiện nay ngân hàng đã đưa ra một cái là hạ lãi suất xuống từ 0,5 cho đến 2%. Thì đấy cũng là một cái tín hiệu rất tốt. Và có một cái gói là 250.000 tỷ cho cả nền kinh tế. Thì chúng tôi cũng hy vọng rằng là cái gói tín dụng ấy sẽ dành cho du lịch một phần. Chúng tôi có thể khoảng 30.000 hay 50.000 tỷ. Thì cái đó chúng tôi cũng đang đề xuất và cũng không biết rằng nếu như bên phía ngân hàng mà đồng ý giao cho chúng tôi thì chúng tôi sẽ phân bổ cái đấy cho những doanh nghiệp thực sự thiếu và cần. Một cái loại lãi suất thứ hai là cho những cái dự án đầu tư cơ sở vật chất của ngành du lịch đang triển khai. Bây giờ thì thường thường du lịch là vừa xây dựng và vừa khai thác, cho nên họ đầu tư xong họ lại khai thác ngay một phần. Thế và trong thời gian này thì không có cái phần bù đắp của cái khai thác ấy nữa, thì chỉ thuần túy là vốn vay thì họ sẽ chết. Cho nên vì vậy phải giãn cái nợ và đồng thời là phải giãn cả cái lãi suất xuống vì họ không có thu. Cho nên là như vậy thì có hai loại,
một cái loại là cho đầu tư cơ sở vật chất của ngành du lịch đang triển khai, và một loại là hỗ trợ cho doanh nghiệp để mà tái đầu tư cho họ tồn tại. Chúng tôi còn đề xuất thêm một số những cái nó thiết thực hơn. Đó là vấn đề chúng ta phải miễn 3 tháng cái phí tham quan ở các cái điểm du lịch. Bởi vì hiện nay chúng ta tuy rằng tưởng là nó nhỏ nhưng mà cộng lại rất lớn. Hiện nay có những cái địa phương hiện nay cái tiền thu vé tham quan các điểm du lịch lên đến gần 1.000 tỷ một năm. Thì cái đó phải chia sẻ lại cho ngành du lịch chứ. Có nghĩa là lúc này chúng ta sẽ hoãn miễn 3 tháng không thu. Và chúng tôi đề nghị là 6 tháng sau khi hết dịch thì sẽ giảm 50% cái vé tham quan ở các cái điểm du lịch đi. Thì đấy là hỗ trợ cho doanh nghiệp. Mà cái đó hoàn toàn nằm trong tầm tay của các địa phương. Và chính phủ có thể quyết được cái việc đấy tương đối dễ dàng. Một cái đề xuất của chúng tôi với Thủ tướng là chúng ta sẽ miễn lệ phí visa cho một số quốc gia mà chưa được miễn. Đó là chúng tôi đề xuất ra một loạt những cái quốc gia là tiềm năng của du lịch Việt Nam như là Hoa Kỳ, rồi Canada, rồi Úc, Ấn Độ, rồi các nước Tây Âu mà chưa miễn. Thì cái này chỉ miễn khi mà hết dịch thì sẽ bắt đầu miễn. Và chúng tôi cũng đề nghị miễn trong 9 tháng. Điều này thì đã được thực thi vào năm 2009 và rất thành công, bởi vì nó kích thích được cái thị trường inbound vào Việt Nam, nó tăng vọt ngay lên. Chúng ta tưởng rằng là cái chuyện miễn visa ấy nó nhỏ bé, nhưng thực ra nó là một cái liều thuốc kích thích để tăng trưởng thị trường. Cho nên có nhiều những cái mà chúng tôi đề xuất ở trong đấy, và Thủ tướng cũng đã trực tiếp trao đổi với tôi về những cái vấn đề này. Và họ thấy những cái đề nghị của chúng tôi nó rất đơn giản, nó thiết thực, có thể làm được. Chúng tôi không đề xuất những cái trừu tượng quá, bởi vì thực ra chính phủ không phải chỉ có ngành du lịch khó khăn mà còn nhiều ngành kinh tế khác cũng rất khó khăn. Bên cạnh đấy thì cũng như các doanh nghiệp vừa đề nghị đấy, chúng tôi muốn đề xuất rằng là chính phủ hãy dành một cái gói kích thích không cần lớn, nhưng gói này không phải chỉ dành cho cơ quan quản lý nhà nước về du lịch mà dành cho cả doanh nghiệp du lịch nữa. Cái gói để làm gì? Đó là để khai phá thị trường mới, để tổ chức xúc tiến, xây dựng sản phẩm và đào tạo nguồn nhân lực. Thì cái này chúng tôi cũng kiến nghị nhưng mà chắc cũng không dễ lắm. Tuy nhiên thì cũng rất may mắn này, ngay trong ngày hôm qua thôi thì Tổng cục Giáo dục Nghề nghiệp đã sang làm việc cùng với chúng tôi để chuẩn bị triển khai một cái công việc hỗ trợ từ phía bên Bộ Lao động, là hỗ trợ để có thể bồi dưỡng nghiệp vụ cho lao động các doanh nghiệp du lịch trong cái thời gian khủng hoảng này. Có nghĩa là cũng đã có những cái nguồn hỗ trợ khác nữa. Thế thì tóm lại là về phía trách nhiệm của Hiệp hội, chúng tôi cũng đã kiến nghị với Thủ tướng, đã làm việc với các ngành để có thể làm sao có thể hỗ trợ một phần nào đó giúp cho du lịch nhanh hồi phục. Vâng. Doanh nghiệp thấy sao về những kiến nghị mà Hiệp hội vừa đưa ra? Phải nói rằng là những kiến nghị của Hiệp hội thông qua chú Bình vừa mới trao đổi thì tôi thấy rằng là đấy là cái vô cùng thiết thực, và gần như rằng là cái đấy mà thực thi được, mà chính phủ mà thực thi được ấy, thì thực sự là cái tôi hy vọng rằng sau cái thời kỳ Covid vượt qua thì cái du lịch sẽ sớm được phục hồi. Bởi vì bản chất du lịch phục hồi được thì không chỉ khách nước ngoài vào Việt Nam, rồi khách trong Việt Nam đi nước ngoài, nó kích thích tiêu dùng. Mà khi kích thích tiêu dùng ấy, nó sẽ tất cả các ngành nghề đều có cơ hội để phục hồi. Tất cả các lĩnh vực từ nhà hàng, khách sạn, vận chuyển v.v. đều sẽ được phục hồi. Và cái đấy thì nếu như mà cái gói kích cầu của nhà nước đến tận tay đến các doanh nghiệp như chúng tôi thì tôi hy vọng rằng cái việc đấy nó sẽ tạo ra một cái cú hích tuyệt vời nhất để cho nền kinh tế Việt Nam sẽ sớm thoát khỏi cái khủng hoảng kinh tế như hiện nay. Vâng. Nhưng tôi thấy là cả ông Bình, cả ông Nghĩa, cả ông Hoan đều có vẻ quan tâm đến việc là không chỉ có chính sách và giải pháp cho cái thời điểm hiện nay mà còn những cái chính sách cho cái thời điểm sau dịch nữa, đúng không ạ? Để giúp có thể phục hồi hơn thì chúng ta phải tập trung vào đấy, chứ bây giờ giãn hoãn chỉ trong thời điểm này thôi thì cũng rất là khó khăn đối với ngành du lịch, đúng không ạ? Đúng là như thế, chúng ta nói rằng giai đoạn này thì ngành du lịch gần như là không có hoạt động gì cả. Không bất kỳ có hoạt động nào tạo ra doanh thu, tạo ra lợi nhuận. Mà ngành du lịch chỉ có thể là khởi động lại khi mà thị trường nó phục hồi. Bây giờ đang dịch như này thì ngành du lịch là ngành phải nghỉ đông. Chỉ thuần túy là hoạt động trong nội bộ của doanh nghiệp thôi. Đấy, cho nên là cái việc mà hỗ trợ nó chỉ có ý nghĩa khi thị trường phục hồi. Nếu chúng ta muốn phục hồi hoạt động lữ hành, hoạt động du lịch thì chúng ta phải thực hiện khi mà cái dịch đã chấm dứt, khi mà nhu cầu du lịch bắt đầu xuất hiện, thì lúc đấy chúng ta mới có ý nghĩa. Còn giai đoạn này chỉ mang tính chất đang nội bộ thôi. Thì như Bình, chủ tịch Hiệp hội Lữ hành ấy, phó chủ tịch Hiệp hội Du lịch có nói rằng là gì, giai đoạn này chúng ta phải hoàn thiện cái nội bộ, đào tạo nội bộ, hoàn thiện nội bộ và xây dựng các kịch bản để cho sự phát triển trong tương lai.
Tôi vừa rồi chú Bình có nói một cái ý mà tôi cũng rất là mong muốn được là phát triển hơn cái ý này. Đó là khi mà nền kinh tế mà cần có nhu cơ sau cái thời kỳ hậu Covid mà muốn phục hồi ấy, cái ngành du lịch ấy là phải có sự chung tay của cả nhà nước và nhân dân cùng làm. Ở đây đó là cái vấn đề về việc là không chỉ các hãng hàng không, rồi các đơn vị về vận chuyển, nhà hàng, khách sạn, rồi các cái cơ sở lưu trú, rồi các cái địa điểm đến giảm vé để kích thích tiêu dùng, kích thích cái nhu cầu cho khách du lịch, và nhà nước thì miễn thị thực cho các cái nước để đến, kích thích cái nó gọi là một cái giải pháp để cứu cánh, để có thể kích thích cái xu hướng cái suy nghĩ muốn đi du lịch của người ta. Thì cái đấy ấy, là mình cần phải tổng hợp vào và cùng phối hợp với lữ hành, các đơn vị lữ hành ấy, đưa ra những cái dòng sản phẩm. Trong sản phẩm đấy nó vừa được miễn visa, giá thành thì hợp lý, điểm đến thì hấp dẫn, các cái dịch vụ ăn uống nhà hàng rất là rẻ, thì như vậy nó mới có thể kích thích được. Và cái đấy nó đòi hỏi là cái mặt vĩ mô quản lý chính sách của nhà nước, từ việc miễn thị thực rồi đến chính sách là yêu cầu tất cả các tỉnh thành nơi mà có các cái địa điểm đến, các địa điểm tham quan được miễn giảm vé, rồi đến là các hãng hàng không vận chuyển phải giảm giá vé xuống, rồi đến là các cái nhà hàng khách sạn là cũng phải giảm về cái giá thành dịch vụ xuống. Thì như vậy thì các cái đơn vị lữ hành chúng tôi là một cái đơn vị mà chắp nối tất cả các mảng dịch vụ này để đưa ra những cái gói sản phẩm kích cầu thì nó mới có thể rẻ được. Thì cái đấy là đòi hỏi là phải toàn bộ cả nhà nước và nhân dân cùng làm, và tất cả các đơn vị đều phải nhảy vào. Thì cái vai trò đó là vai trò nhà nước và vai trò là của hiệp hội, và của hiệp hội du lịch là cũng sẽ là cái cầu nối để giúp cho tất cả các doanh nghiệp ngồi lại với nhau, thì lúc đấy chúng ta mới có những cái dòng sản phẩm tốt để kích thích tiêu dùng được. Vâng. Tôi muốn nói thêm một tí là thực ra cái tiềm năng du lịch của Việt Nam nó rất lớn, và kể cả ba cái loại hình như vậy, đặc biệt là du lịch nội địa. Mỗi một khi mà du lịch gặp khó khăn ấy, thì du lịch nội địa nó lại như là một cái tác nhân ấy, để đẩy cái du lịch nó lên. Cho nên là khi mà vừa mới kết thúc cái giai đoạn 1 của Covid này ấy, thì ngay lập tức chúng tôi triển khai chương trình kích cầu ngay vào cuối tháng 2 và đầu tháng 3 là bắt đầu triển khai ngay. Thì chúng tôi mới đo được cái sự hưởng ứng của mọi người như thế nào. Thì chúng tôi cũng thật là bất ngờ, vì ngay cả các địa phương người ta chờ đợi quá, người ta rất là náo nức, và chỉ trong thời gian rất ngắn thôi, tất cả những cái tour đăng ký kích cầu là đã chật cứng ngay lập tức. Cho nên thể hiện là người Việt mình cũng rất muốn đi du lịch. Và chính cái luồng khách du lịch nó đến những vùng sâu, vùng xa của nhiều tỉnh ấy, nó đã thổi bùng lên một cái hoạt động kinh tế ở các cái vùng đấy. Cho nên du lịch nó như là một cái tác động rất mạnh mẽ đến toàn bộ các cái vùng. Thế thì vấn đề là ý thức của ngành du lịch. Chúng tôi thấy là gần đây thì nó có cái chuyện là nhiều cái chuyện kỳ thị đối với khách quốc tế. Thì tôi thấy những cái đó chúng ta phải lên án. Bởi vì du lịch thực ra là hữu nghị, là hòa bình, là thân thiện. Và người Việt Nam chúng ta là mến khách mà. Thế nhưng qua cái đợt kích cầu của giai đoạn cuối tháng 2, đầu tháng 3 vừa qua làm rất là ngắn thôi. Nhưng mà chúng tôi đã cảm nhận thấy rằng là nếu chúng ta quản lý thật tốt và chúng ta, các chính quyền địa phương cũng vào cuộc ngay, thì chắc chắn chúng ta khôi phục cái du lịch không phải là khó lắm. Đặc biệt trong giai đoạn hiện nay thì vấn đề an toàn là quan trọng nhất đối với người dân cũng như đối với du khách. Thế thì Hiệp hội chúng tôi thì Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã giao cho Hiệp hội để biên soạn một cái gọi là tiêu chí về du lịch an toàn, và có Bộ Y tế đã thẩm định. Và khi mà chúng tôi ngày 21 tháng 2 đã ban hành cái quy định về du lịch an toàn, thì có điểm đến an toàn, doanh nghiệp an toàn, vận chuyển an toàn, dịch vụ an toàn và cái người làm du lịch an toàn. Thế thì trên cơ sở cái nền đấy, lập tức nó lấy lại niềm tin ngay cho các địa phương và cho các doanh nghiệp. Cho nên chúng tôi chỉ muốn nói rằng là nếu được sự ủng hộ của các cấp, các ngành và các địa phương ấy, thì chắc chắn là du lịch cũng sẽ hồi phục nhanh. Cho nên vấn đề là phải nuôi dưỡng cái ngành này, để trong cái lúc khó khăn nhất này ấy, thì phải động viên, phải để cho họ có nhìn thấy được cái tương lai. Để rồi lúc mà khi công việc, cái dịch nó dừng lại một cái, thì ngay lập tức là có thể bùng nổ ngay cái hoạt động du lịch. Vâng, nhân cái chuyện mà Bình có nói về cái việc của du lịch đấy, tôi chia sẻ luôn là trong những ngày vừa rồi khi chúng tôi đã trao đổi với một số anh em bạn bè ở những ngành kinh tế khác nhau, thì họ mới thấy rằng là rõ ràng cái vai trò của du lịch, vai trò của lữ hành lớn quá trong cái nền kinh tế quốc dân, nó chứng tỏ được ngành kinh tế tổng hợp. Bởi vì chúng ta biết là lữ hành thời gian vừa rồi khi chúng ta dừng lại thì tất cả ngành khác đều liêu siêu. Hàng không rõ ràng là lượng khách hầu như không còn, chỉ còn rất ít thôi. Thứ hai, nhà hàng, khách sạn là những cái chúng ta thấy rồi. Và đặc biệt nữa là tất cả các điểm mua sắm cũng bị dừng lại bởi vì không có khách nữa. Thì rõ ràng chúng ta thấy rằng là cái vai trò của lữ hành rất là lớn. Khi không có khách
thì rõ ràng là tất cả ngành khác sẽ bị ảnh hưởng theo. Mà với tính chất là ngành dịch vụ, là cái ngành mà có lẽ là cái ngành mà sử dụng người lao động nhiều nhất. Tôi chưa có số liệu thống kê một cách chính xác là bao nhiêu người đang trong ngành du lịch, những ngành dịch vụ liên quan. Nhưng mà rõ ràng là trên Facebook, rồi trên các cái mạng xã hội và quanh bạn bè tôi thấy rằng là cái lượng người hiện nay bị dừng mất việc liên quan đến việc du lịch, lữ hành bị dừng lại vô cùng là lớn. Cho nên khi thị trường có sự phục hồi, rõ ràng là nhà nước và tất cả bên cố gắng làm sao mà thúc đẩy lữ hành. Lữ hành là cái ngành mà chúng ta đưa khách đến. Mà khi lữ hành nó phục hồi, có du khách thì bắt đầu hàng không, chúng ta bắt đầu mới có vận chuyển. Các hãng vận chuyển khác bắt đầu mới có khách, rồi khách sạn, resort mới có được, nhà hàng bắt đầu mới mở trở lại, và các cơ sở mua sắm thì bắt đầu mới mở mang trở lại, và người lao động mới có việc làm. Cho nên là nếu như chúng ta chọn một cái điểm nào đó để đột phá, để kích thích lại toàn bộ nền kinh tế, một nền kinh tế dịch vụ, thì có lẽ là ngành lữ hành là nên ngành cần được ưu tiên cao nhất. Bởi phục hồi lữ hành tức là phục hồi một loạt các ngành khác, bởi vì nó mang chất là ngành mồi. Ông nghĩ sao? Đúng, cái việc mà du lịch ấy là một trong những cái, nếu như không muốn nói là ở các nước, các quốc gia lân cận như Thái Lan chẳng hạn, họ coi rằng là một cái ngành kinh tế mũi nhọn. Tại sao lại kinh tế mũi nhọn? Đúng, kinh tế bởi vì du lịch nó là nuôi sống rất là nhiều các cái ngành nghề. Khi các bạn thu hút được nhiều nguồn khách đến với Việt Nam thì bao nhiêu các cái đơn vị, từ đầu tiên là từ hãng vận chuyển, chính phủ thì thu được tiền visa, thì thu được tiền thuế của các doanh nghiệp, rồi tất cả các cái cơ sở lưu trú, các cái địa điểm kinh doanh du lịch nói chung là nó một cái lượng nhân công lao động là vô cùng lớn. Bên cạnh đấy thì khi mà khách đã được tiêu thụ rồi ấy, thì các cái sản phẩm ăn theo vô cùng nhiều. Và cái việc đấy nếu như không muốn nói rằng là nó, và hai nữa là gì, du lịch nó có mang cái tính chất mở, và khi khách mà đến với Việt Nam họ quảng bá được rất là nhiều các hình ảnh về Việt Nam, và khi mà Việt Nam là một điểm đến an toàn về mặt chất lượng tốt, an toàn và thân thiện chẳng hạn, thì như vậy rằng là gì, cái nền kinh tế sẽ ngày càng phát triển ngay. Du lịch phát triển thì tất cả các ngành kinh tế cũng sẽ phát triển và kéo theo, và nó là một trong những ngành công nghiệp gọi là ngành công nghiệp không khói. Và cái ngành công nghiệp không khói mà được phát triển và được phục hồi một cách nhanh chóng thì sẽ làm cho kinh tế phát triển. Và tinh thần nhân dân sẽ không được hoang mang nữa, và những cái gì về mà nó sẽ càng ngày càng quảng bá cái hình ảnh của Việt Nam trên toàn thế giới. Vâng, và đó cũng chính là lý do tại sao mà chúng tôi lựa chọn du lịch này, lựa chọn các doanh nghiệp lữ hành để mở đầu cho cái việc là chúng ta phải có những cái giải pháp để hỗ trợ, để giải cứu như thế nào. Thì rõ ràng là một chương trình đối thoại 45 phút thì không thể đủ để chia sẻ hết tất cả những tâm tư, những nguyện vọng của các doanh nghiệp, của hiệp hội. Thế tuy nhiên trong cái giai đoạn mà các doanh nghiệp đang đóng băng như thế này, đang ngủ đông như thế này, thì chúng tôi thực sự là rất là chia sẻ với cả cái thực trạng thực tế của các doanh nghiệp. Và chúng tôi hy vọng là với những giải pháp mà hiệp hội đưa ra, rồi với những kiến nghị từ phía doanh nghiệp rất là cụ thể, thì nhà nước cũng sẽ có thêm những cái chính sách và giải pháp để nó thiết thực, nó gần gũi và nó hỗ trợ trực tiếp doanh nghiệp không chỉ trong giai đoạn này mà những giai đoạn sau để có thể phục hồi tốt hơn ạ. Thì một lần nữa thì chúng tôi xin cảm ơn ba vị khách mời đã rất là nhiệt huyết với đề tài của đối thoại ngày hôm nay. Xin chúc khách mời có thật nhiều sức khỏe để chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua cái đợt dịch bệnh này. Thì một lần nữa thì xin cảm ơn ba vị khách mời. Chúng tôi cũng rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả. Quý vị có thể xem lại chương trình đối thoại trên website kênh truyền hình VTV www.vitv.vn. Xin kính chào và xin được gặp lại quý vị trong các chương trình đối thoại tiếp theo.